hoa đếm. Bài gì đi ta? Bài đi học. Rồi, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn dành cho hai em Emily và Jennifer qua nhạc phẩm Đi học. Và Jennifer Lee thật hay phải không quý vị? Wow, quý vị cho một tràng pháo tay cho hai em lên tinh thần nha. Rồi các con đi vào nha. Như quý vị biết là vào